Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các bài tập trong cuốn để kiểm tra tiếng Việt 1 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện đề kiểm tra cuối kỳ số 14. Phần A, đọc thành tiếng, 2 điểm. Với phần này, các em sẽ đọc thành tiếng đoạn văn gà và rùa. Trước tiên, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe nội dung của đoạn văn như sau. Cô gà và cô rùa sống trong một ngôi nhà. Cô gà có một chú gà con. Cô rùa có một chú rùa con. Một hôm, cô gà bận việc nhờ cô rùa trông con hộ. Cô rùa vừa trông vừa dạy gà con học. Cô còn cho gà con ăn bánh rất ngon. Như vậy thì cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của đoạn văn gà và rùa. Các em sẽ đọc thành tiếng đoạn văn này. Khi đọc thì các em sẽ đọc to, rõ ràng, trôi chảy. Chú ý ngắt nghỉ hơi đúng dấu câu và phát âm đúng. Tiếp theo, các em sẽ quan sát phần B, đọc hiểu, viết 8 điểm. Một La Mã, đọc 3 điểm. Với phần đọc này, các em sẽ dựa vào nội dung của đoạn văn gà và rùa để thực hiện các câu hỏi như sau. Câu số 1, tiếng có vần yếc là A. Sống, B. Một, C. Việc và D. Trông. Vậy thì các em quan sát trong câu số 1 sẽ có tiếng việc ở đáp án C có vần yếc. Tiếng này được đánh vần như sau. I e cờ yếc, vờ yếc viếc nặng việc. Đọc trơn là việc. Vậy các em sẽ khoanh tròn đáp án C ở trong câu 1. Câu số 2, các em sẽ chọn từ để điền vào chỗ trống trong câu văn sau. Chấm chấm chấm. Sống trong một nhà. Chấm. A. Gà và rùa. B. Gà và nhím. C. Ngựa và thỏ. D. Sóc và rùa. Vậy thì dựa vào nội dung của câu văn thứ nhất trong đoạn văn, các em sẽ điền được câu số 2 này như sau. Cô gà và cô rùa sống trong một nhà. Như vậy thì từ cần điền ở trong câu số 2 là gà và rùa. Các em khoanh tròn đáp án A ở câu 2. Câu số 3, các em sẽ chọn từ còn thiếu để điền vào chỗ trống trong câu văn sau. Cô gà có chấm 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 chú gà con. A. 1, B. 2, C. 3 và D. 4. Với câu 3 này, các em sẽ quan sát vào câu văn thứ 2 của đoạn văn như sau. Cô gà có một chú gà con. Vậy thì đáp án đúng trong câu số 3 là 1. Các em sẽ khoanh tròn đáp án A ở trong câu 3. Tiếp theo, các em quan sát câu số 4. Vì sao cô gà nhờ cô rùa trông con hộ? A. Vì cô gà bận việc. B. Vì cô rùa bận việc. C. Vì cô gà đi làm ở rất xa. Và D. Vì cô gà muốn như thế. Với câu hỏi số 4 này, các em sẽ dựa vào câu văn thứ 3 của đoạn văn như sau. Một hôm, cô gà bận việc nhờ cô rùa trông con hộ. Như vậy thì cô gà nhờ cô rùa trông con hộ vì cô gà bận việc. Các em sẽ khoanh tròn đáp án A ở trong câu 4. Câu 5. Với câu này, các em sẽ nối các hình ảnh với các từ tương ứng với các con vật có ở trong hình ảnh. Vậy thì với câu 5 này, các em sẽ nối như sau. Hình ảnh thứ nhất thì các em thấy có hình ảnh một bác ngựa thì các em sẽ nối với từ bác ngựa. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh một chú nhím. Vậy các em sẽ nối hình ảnh thứ hai với từ nhím. Hình ảnh thứ ba là hình ảnh một con sóc. Vậy các em sẽ nối hình ảnh thứ ba với từ sóc. Và hình ảnh thứ tư là hình ảnh một chú thỏ. Vậy các em sẽ nối với từ thỏ ngọc. Như vậy thì cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong yêu cầu của bài tập trong câu số 5. Tiếp theo, các em quan sát phần hai La Mã, viết 5 điểm. Bài 1, nối 2 điểm. Với bài tập 1 này, các em sẽ nối các từ tương ứng với nội dung các hình ảnh bên phía cột bên tay trái và phía cột bên tay phải. Vậy thì các em sẽ nối như sau. Trước hết, từ quả nhót, các em sẽ nối với hình số 2 ở cột bên tay trái là hình những quả nhót. Từ thứ hai là từ nón lá, các em sẽ nối từ này với hình chiếc nón ở hình thứ tư. Từ tiếp theo là từ con hạc, các em sẽ nối với hình ảnh thứ nhất. Và từ cuối cùng là từ quả gấc, các em sẽ nối với hình ảnh thứ ba. Bài 2, nối 1 điểm. Với bài 2 này, các em sẽ nối các vế ở cột thứ nhất bên phía tay trái với cột thứ hai
ở bên phía tay phải để tạo thành một câu có nghĩa. Vậy thì với bài 2 này, các em sẽ nối như sau. Nghé ngủ, các em sẽ nối với ở bờ đê. Và chúng ta sẽ được câu nghé ngủ ở bờ đê. Bé đi thì các em sẽ nối với học về. Bé đi thì các em sẽ nối với học về. Và các em sẽ được câu bé đi học về. Bài 3, khoanh vào tiếng viết đúng, 1,5 điểm. Với bài số 3 này, các em sẽ quan sát các hình ảnh, sau đó thì sẽ chọn các tiếng viết đúng tương ứng với ý nghĩa của các hình ảnh đó. Vậy thì với bài 3 này, các em sẽ chọn như sau. Thứ nhất, các em thấy hình ảnh một củ riềng. Và với củ riềng thì chúng ta sẽ chọn tiếng riềng bắt đầu bằng chữ R, chứ không chọn tiếng riềng bắt đầu bằng chữ G. Vậy thì các em sẽ khoanh tròn vào tiếng riềng. Hai tiếng này được đánh vần như sau. I e ngờ yên, r yên riêng, huyền riềng. Đọc trơn là riềng. Và tiếng thứ hai. I e ngờ yên, si yên riêng, huyền riềng. Đọc trơn cũng là riềng. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh mặt trăng. Vậy thì với tiếng trăng, trong từ mặt trăng, chúng ta sẽ sử dụng tiếng bắt đầu bằng chữ tr. Và như vậy thì chúng ta sẽ chọn tiếng trăng. Hai tiếng này sẽ được đánh vần như sau. Á ngờ ăn, trờ ăn trăng. Đọc trơn là trăng. Và á ngờ ăn, trờ ăn trăng. Đọc trơn là trăng. Hình ảnh thứ ba các em quan sát, đó là hình ảnh những quả sung. Vậy thì quả sung, chúng ta sẽ dùng tiếng sung bắt đầu bằng chữ sờ, chứ không sử dụng tiếng bắt đầu bằng chữ sờ. Các em khoanh tròn vào tiếng sung. Hai tiếng này sẽ được đánh vần như sau. U ngờ ung, sờ ung sung. Đọc trơn là sung. Và u ngờ ung, sờ ung sung. Đọc trơn là sung. Tiếp theo, các em quan sát bài tập 4, tập chép, 0,5 điểm. Với phần tập chép này, thì các em sẽ chép theo mẫu câu văn. Chim chăm chỉ hát ca, chấm. Em sẽ viết vào phần ô trống ở phía dưới của bài tập. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết đúng cỡ chữ, viết thật cẩn thận, nắn nót và sạch đẹp các em nhé. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các bài tập của đề kiểm tra cuối kỳ số 14. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các bài tập trong cuốn đề kiểm tra tiếng Việt 1, tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.